Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ikutin terus channel YouTube-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you, selamat menonton. Guys, coba tuku es batu, es tebu teman-teman. Bao nhiêu tiền bóng? 40.000. Khi sáng ra con nổi mì sao con trả được không? Kurang. Halo guys, jadi kita lagi beli es tebu. Kita sambil live di sini. Banyak orang tuh di sini. Nah, 40.000 duanya 38. Aku nggak tahu kalau banyak orang. Jadi mau pulang dulu, mau ngambil uang. Nanti kalau udah ngambil uang balik lagi. Seorang Vidya duitnya kurang. My gift semua. Kita nanti habis ini mau pulang dulu. Cek, bangun. Fe mucut gantian. Nih, oke nah. Naik kok. Nah, có người quen. Gì? Có xem gia đình. Aku ini gak mau duit ya kurang guys. Nanti abis ini mau pulang dulu. Gak pengen aku mau sholat kayak pertama con kali tuku. Nah, mọi người có bán bánh mì này, con có đi mua bánh mì nào, con ok. Ah, nggak tahu ini. Con nói thế là mẹ con có nghe có biết tiếng con không? Có, con có biết ít tiếng Việt. À, con có biết tiếng Việt. Dạ. Nah, abis ini kita itu mau mancing guys. Tapi masih nunggu suami dulu. Berarti kurang nih ini besti. Halo guys, aku memutuskan untuk mulai pulang dulu ngambil uang. Uangnya kurang 2.000 karena sak kape harganya 7.000 kalau nggak salah. Aku mau pulang dulu ngambil uang. Nah nanti balik lagi. Timbang aku ke impen tuh guys ya. Timbang aku ke impenan kok. Gak iso turu. Makanya aku mulai tanggo petas pisan ya guys aku ya. Mau mancing. Mancing mania. Madah. Seorang Vidya duitnya kurang. Iya nama aku tahu duitku kurangnya masamu guys tuku. Loh. Cek. Mulai dan cepet beda yang teko sik nitip HP za mẹ ơi mẹ đừng con mua nước cái gì nhỉ bạn nước bên này đây này mẹ mía dạ nhưng mà tiền chưa nhiều tiền đây thế một tí con có đi từ hay sik guys. Sik. Cepuk duit sik. Aduh. Moga nek ande loro. Guys. Aduh. Sekarang aku sudah membawa tas dan aku mau kembali ke habitat. Dan kita mau beli ada sabkan ada tuantai jodnat lại rồi mẹ nó đi đâu kệ nó đây là games kita mau đi không không đã ta balik lagi. Mẹ đi ở đâu mẹ? Ada dua bocil ngintilin aku. Nah, kita mau bayar utang dulu teman-teman. Ini keringet aku bercucuran. Aku tuh kalau ibuku numpak peda, numpak motor. Enggak. Mau beda deh, Mek. Enggak. Wih, jauh. Gun mau, Mek. Kita naik motor.
mía hả hay là mua nước ngọt? Nước ngọt. À, uống nước ngọt rồi. Cho anh đắt. Đâu uống nước ngọt rồi. Cái này đấy. Bóng cái này không? À, bóng đấy. Bóng vậy đấy. Nước ngọt. Nước mía. Mía. Nước cái gì vậy? Mía. Mía. Nước mía. Đây. Nước mía, không phải là nước mía, nước mía. Nước mía. Đây là bác, con chào bác. Con chào bác. Đây là cô. Con chào cô. Thôi. Lừng, thì cậy. Trước, con nhớ mua. Trước mưa ăn vặt. Tí nữa mẹ có mua ăn vặt mẹ cũng. Đó là cái chị Tuấn ấy. Chị Tuấn thì cãi gratis ăn nhiều lắm. Mua lại gratis ăn cái gì. Nghe bà nghi nghe bà nghe lệ vậy. Vậy nghe bà nghe phạc vụ lần. Hello guys, sekarang kita itu sudah membeli. Nih, dia dong, kok kan? Con bên này ok, ở đây ok. Con bên này đây. Nè. Quả con ở đâu? Quả con ở đây. Con có bao nhiêu tiền? 40.000. 40.000 nhưng mà mẹ con bao nhiêu tiền? Mẹ có 38.000 là bà tặng nè. Tặng hai lớn, hai to. Sợ ma. Ok. Một ở đây, một ở nhau. Đây, ở đây. Một nhau là bao nhiêu tiền? Dạ. Một nhỏ là 7.000, là một lớn là 10.000. Sạ ngàn nó khi bị tông hè vô kế. Cái này gần đến gì? Ở đâu? Thầy ở đâu nhỉ? Nên lại sẽ đổi phải đi kế. Cái lọc xoá ra này thật gì là. Duh, keringatku bercucuran. Membawakan. Jadi itu sak gelas yang kecil itu 7.000. Kok tahu baunya Tian? Mingin. Yang besar harganya 10.000, yang kecil harganya 7.000. Nah, kita belinya yang 7.000 kan? Kita belinya yang 7.000. Harganya 40.000 malian. Tukune 6. Lah kok saiki mu dikai sing gede. Adau. Kayaknya sabar. Halo guys, si Pak Edia pusi. Dia pusi wong lanang sitok kae. Jadi hati lah kae. Pak gone pindah. Iki sing rada adoh. Ini sudah perjalanan seperti musafir ini bosku. Karo nganteng-nganteng ngonteng-nganteng gowo es wing ngarep ono. Kayak apa iki masamu? Mari gini rasa mancing ya bang ya. Oke. Wes. Cukup sak mene ya. Teman-teman. Wes ngerti toh daerah perkampungan ini. Sangat sangat kampung seperti aku. Kampung ya. Bungki ngalor ngidul, ngalor ngidul. Sik. Duh. My Lily. Sik. Yo rai ku wireng ning kamera iki. Oh, weteng, guys. Delok anakku. Ini ada makam. Lah kok horor men gone.
ở đoạn nào đấy hả? Bên này đây. Anh đi bóng nhìn chặt đi. Bên này đấy bóng. Cho bất ổn thật. Kalian harus tahu keringatku. Aku digodak anjingku. Banyak kejadian numpak motor. Aku melaku loh karena anakku inget Jono. Tahu kamu jadi mana ya? Loh, kalau nan pun macam ibu joko ni gede tengah dan tengah. Dan simbok pancing ni apa demit gitu. Câu gì mà câu thích cắn không? Mày cắn nó ra một phát thì tao sẽ cắn. Mù lên nhớ bóc. Ủ lăng. Ủ lăng. Ủ lăng gì? Tao bảo sợ chó không rồi. Con cá đâu nhở? Ở đây. Đi đây, đi đây, đi. Thằng ganggu aku. Kalau bang, kalau. Hello guys. Tuan kalau, kalau tersangka ni kalau. Nanti kalau tersangka ni jadi. Okay. Tak berguna. Okay. Aduh. 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 Olah iwak deh. Ke deh. Ya. Ayo. Lantah, cowok emplung. Jangan kata-kata, oke. Oke. Iya. Xong rồi con ạ. Rồi, xong rồi ra đây em gỡ đi. Đâu? Anh không gỡ. Anh gỡ đi. Bấm, 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 bấm. Đưa hẳn thế này gỡ. Phải đặt axit. À thì bỏ đây luôn đúng không? Ừ, bỏ thế. Nè. Con chào ông. Mày gỡ đi. Anh gỡ đi. Đâu? Cái gì? Cái nào? Cái anh. Cái anh sinh hoạt như chú bộ. Bây giờ tôi mình bóng đi ra. Ngày mai. Chưa. Jadi guys, aku di sini tuh dimanapun aku berada ditungguin asid guys. Tuh. Tuh guys, tuh. Tuh. Ada asid. Banyak asid. Tuh. Asidnya yang di sana itu gratis. Gigit sedikit tapi yes. Guys, di sini sudah sampai. Di sini tuh ada pohon gedang. Nih, gedangnya. Terus ini tadi ada ontong, ontong gedang. Jeruknya banyak sekali, bestie. Tuh, bojoku dapat. Yeay, bojoku dapat. Yeay. Just jangan lupa nonton mancing, sistem mancingnya di YouTube-nya Datvila. Aku sistem OTW-nya ya, guys. Tuh, mereka 1, 2, 3. Mereka menunggu aku karena saya baik. Jadi mereka tidak menggigit. Karena saya itu, dia tahu kalau ada orang baik. Nah, dia diam. Ngejap. Oke lo guys, wilayah ini dalam. Ya Allah, jeruk balinya dua. Di, yang ini lagi lo guys. Tapi gorong kuning ini. Dilungkas paling kuning. Loh, ini enak perayu. Ini enak pohon gedang. Lagi, oh, kelengkeng kuih.
kewet kelengkeng guys, kewet kelengkeng, terus kewet gedang, ki jambu, kewet apa ke? Ki ontong gedang, kita nak gerobak barang ni, kena kita gerobak. Oh jo, ada yang Vietnam main gerobak lain. Nah, kalau besti, kaya anjingnya wakai sing anjing saya neng rumah kalo neng rumah kalo warnanya putih kalo sini kau nih kalo lah, kaya anjingnya gua lah kaya. Anjingnya gua lah nih kau nokia. Guru deh, aku tidak takut tak, kalau takut nanti dikubur. Anak gua. Tom dan gua aja benar deh kau nyindir dia. Mana kau? Kau. Mana ni saya? Ayo, kau, 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 kau. Ayo, ayo, kau ni. Be. Atau itu mah? Cuma. Nước mẹ lưỡi luôn mình. Đấy, bảo bê to thì mình câu được cá to. Có cắn em. Về luôn. Hả? Về luôn. Về luôn. Muội đốt. Ui này, đang không có câu. Một con nữa, một con to nữa. Không. Thôi tôi. Hai cơ rồi. Một con to nữa. Không. Đi về buổi tối rồi, mưa chóng. Một con nữa. Không. Đây, đây, đây. Đi về. Lu. Có yêu sẽ u rong nhà được mình này. Rồi. Rồi. Bắn à? Bán đi. Ừ. Anh tung đâu buổi. Tới buổi buổi buổi. Tung đâu. Đói. Ui, nó nặng thế. Này, bán đi. Rồi bán đi đềm gì? Bán đi. Chả có một con. Con bán đi. Câu từ nãy giờ đấy. Câu từ chiều đấy. Từ chiều giờ. Bán đi cho về cho ăn. Bán đi. Bao nhiêu tiền? Bao tiền được rồi. Hả? Bốc không bán nữa. Đẹp nhờ. Ờ. Ông bảo cái nghe nó rầm rầm lên rồi chấm ốc của ông rồi. Thôi thở ra thở. Ở đây có đông đông nó lên kéo. Nhớ là nó lên. Còn gì thịt một con rồi. Nó thịt một con rồi. Sao đánh ao lên nó thịt. Thế ông thịt một con thôi phải để cho cháu một con. Ờ mưa nó ao nó còn một đây cũng để. Kéo trong cho nó phải kéo nó. Đấy biển đi đừng để ra giấy. Nó lấy cái gì chồng? Chấm ốc. Thôi cho về với thiên nhiên. Thế thôi đi, mình về đi. Đi. Mệt quá. Ừ, ngồi nắng mà mệt. Thả đi ông nhá. Tháo lưỡi ra. À, sữa đã xem là sai mancing. Chết con cái nón. Chết con cái nón của mẹ, thôi thôi. Cái gì cháu? Cái nón của mẹ. Bảo ơi, không bảo mẹ trở quay lại lấy cái nón. Quên cái nón là vừa ao rồi. Quay lại đi, mẹ trở phòng quay lại đi. Cái gì đấy? Đây vứt cá ở đấy. Để đấy, tí ra lấy đi. Lấy đi về. Còn về chơi nhá. Mấy gì chấm? À. Ờ. Trông cá không có tóc. Trông câu cá đi không?
đi chưa? Cô cá bé. Bé. Trong đứa không phải đi bộ là sao? Trong xe máy phải đi bộ đúng không? Trong bài không nói mượn gì. Ai không biết thôi, ai không biết ở đây trên mà. Anh kêu mọi người nha. Thôi đi về nhà đi mọi người. Đi về nhà luôn. Đi về nhà luôn. Mọi người nha, đừng quên like, comment để subscribe.